Xin chào anh em, hôm nay tiếp tục chương trình giới thiệu cái màn hình Android cho xe. Thì bên em K Plus tiếp tục giới thiệu cho các bác một chiếc màn hình Android. Đấy, chung là màn hình Android quốc dân thế hệ năm 2021, chiếc là chiếc Cova T1. Đây là cái giao diện sản phẩm Cova T1. Thì hôm nay bác chủ đã mang một chiếc xe đời i10, đời khá là sâu. Đấy, qua bên em lắp đặt 2010. Thì sau khi mà cái quá trình lắp đặt hoàn thành thì hôm nay em giới thiệu cho các bác. Thì đây là cái sản phẩm mặt dưỡng này, kèm màn. Đây nha các bác nhé, về dưỡng thì nó zin luôn. Khu vực hốp để đồ phía trên này thì đã được thay thế bằng một chiếc màn hình Android khá là rộng như này. Đấy, thay thế cái đầu CD cũ. Tất cả những tính năng về dưới này, phía dưới zin này thì là hoàn toàn sử dụng bình thường nha các bác nhé. Đây, thì da này. Đấy, ok, thì tập trung vào chiếc màn hình Android thông minh. Thì xin phép giới thiệu các bác, đây là cái giao diện của em nó này. Phía trong này, về cái độ nhạy của các màn hình Cova T1 thì chắc là em cũng không cần phải nhé, giới thiệu thêm sâu nữa. Đấy, đấy, rất là nhạy luôn các bác nhé. Có sẵn Việt bãi một chính hãng này. Đấy, hiện tại thì em để trong nhà nên là chưa có GPS đâu nhá, khi ra ngoài thì nó sẽ bắt được GPS. Đấy, đây nhạc này, các bác có thể mở nhạc trữ tình này. Riêng cái dòng sản phẩm này thì có khiển vô lăng nên là các bác có thể tăng giảm âm lượng một cách rất là đơn giản. Ngoài ra thì bên em có sẵn tích hợp cả cái khiển vô lăng, trong đó khiển vô lăng dùng các cái ấm này. Mở VTV1. Ngay lập tức nó sẽ ra các kênh VTV1 cho các bác nhé. Đấy, rất là thông minh, các bác không cần phải qua anh nữa. Mở VTV3. Đấy, rất là đơn giản các bác. Các bác mà có nhu cầu mà hay xem có kênh VTV ấy thì lắp cái màn hình Cova này ấy, nó hỗ trợ các bác là ra lệnh giọng nói và mở các kênh VTV rất là đơn giản. Đấy, không cần phải qua một số các cái ứng dụng như kiểu VTV Go, một số các đầu mà không hỗ trợ ấy thì các bác sẽ phải mở qua cái VTV Go các bác nhá. Còn riêng với Cova thì là không cần các bác phải thao tác bằng tay mà có thể là điều khiển bằng giọng nói, mở các kênh VTV rất là bình thường. Đấy, các bác có thể mở này, mở camera hành trình. Đấy, riêng Cova thì đã được tích hợp sẵn một cái camera hành trình nhỏ gọn ở phía trên này các bác nhé. Đấy, đây các bác xem lại thì có thể là kích ở phía dưới này hoặc là bật cái chế độ cảnh báo sai làn va chạm lên. Đấy, còn xem lại thì ở các cái video ở đây. Đấy, khi mà tự đầy thẻ thì tự động nó sẽ ghi đè các bác nhé. Đấy, thì đây là các cái tính năng qua dẫn đường này. Dẫn đường tới Hồ Tây. Dẫn đường tới Hồ Tây. Dẫn đường tới Hồ Tây. Đấy, các bác chỉ cần nói câu dẫn lệnh đường tới Hồ Tây ấy, thì tự động nó sẽ dẫn đường cho các bác. Thì hiện tại là em đang đỗ xe trong nhà nên là nhà cao tầng nên là chưa bắt được cái GPS, thì khi mà xe ra ngoài thì sẽ GPS sẽ bắt được các nhá. Đấy, thì ngay lập tức nó sẽ có lộ trình, cơ bản là lộ trình nó sẽ di chuyển. Đấy, và có hiển thị cảnh báo tốc độ ở đây, rất là tuyệt vời cho các bác. Đấy, ngoài ra thì các bác có thể thay đổi các cái giao diện sản phẩm cho nó phù hợp với mình. Ví dụ như có thể là màu đen chẳng hạn. Đấy, màu xám ghi. Đấy, thì cho cái chất lượng màn hình nó đi vào buổi tối thì có thể nét hơn. Hoặc là các bác có thể chuyển sang cái màu giao diện khác, có thể màu xanh. Đấy, màu xanh đây. Đây nha các bác. Đấy, rất đơn giản. Các bác có thể là check được cả phần ngoại trên này luôn. Đấy, bản quyền về vai một chính hãng ấy thì nó sẽ thường kèm theo một cái như này nhé các bác nhé. Đấy, hai cái.
có thể điều khiển nó bằng cái cái map Navi này. Đấy, cũng có thể điều khiển được các bác nhá. Đấy. Cái Z-Tech Tracking này để hỗ trợ một số các bác ví dụ như là di chuyển và có thể là định vị cái lộ trình di chuyển của xe. Đấy, các bác cho ai mượn xe thì sau khi mà bác lấy xe thì bác có thể phát hiện ra là di xe của bác đã di chuyển đến đâu, dừng đỗ ở đâu. Đấy. Theo dõi xe của mình nhé, toàn chủ động luôn. Ngoài ra thì cô ba thì lúc nào có một cái điều chỉnh âm thanh đây rất là sâu. Đấy, tí nữa thì em sẽ sau cái video này em sẽ chỉnh lại cho các bác ấy theo cái nhu cầu âm thanh của bác. Đấy. Nói chung là ở cái giá phân khúc tầm trung là 5,5 triệu thì duy nhất có cô ba là có cái điều chỉnh âm thanh khá là sâu, 32 giải kênh equalizer. Ngoài ra thì có căn chỉnh các cái tần số bát và chép sẽ sâu hơn như này. Đấy. Một số đầu thường sẽ không có cái phần này đó nhá. Đấy, nên là các bác lưu ý âm thanh là một phần khá là quan trọng trong xe, để sau này nếu các bác có nhu cầu mà nâng cấp thêm những cái âm thanh như là súp hay là loa thì với một chiếc màn hình Android thông minh nó phải đồng bộ cùng với những cái thiết bị trên xe. Nếu mà các bác mà lắp cái đầu mà nó không có hỗ trợ âm thanh ấy thì dù các bác có thể lắp súp nhưng mà nó sẽ không hỗ trợ tối đa cái công suất của súp đâu. Đấy, lúc đấy thì âm nhạc nó sẽ không được hay. Đấy. Nhưng một số bác thì thường phàn nàn với em là lắp đầu Android lên thì liệu cái chất lượng âm thanh nó có bị giảm không. Đấy, thì đây là cái vấn đề mà các bác cần nên quan tâm. Đấy, để lựa chọn ra một cái màn hình Android nó vừa đáp ứng được cái âm thanh tốt và hay, có thể là hay hơn đầu zin. Đấy, băng và phải hay hơn đầu zin. Đấy, ngoài ra thì hỗ trợ tất cả các cổng phía sau. Đấy, điều chỉnh thì âm thanh thì ngoài ra thì bên em đã phím gắn toàn bộ các cái khiển vô lăng trên màn hình Android ở phía trên này các bác nhé. Đấy, các bác có thể thao tác trực tiếp phía trên này hoặc là bằng một thao tác bằng tay ở trên khiển vô lăng ở trên màn hình Android thì có thể thao tác bằng đây. Rút cô va như này. Đấy. Mở video nhạc sàn. Đấy. Thì ngay lập tức nhạc sàn nó sẽ được mở cho các bác. Nói chung là tùy theo cái nhu cầu âm thanh của các bác nên các bác có thể lựa chọn ra cái bài hát các bác có thể là điều khiển mà mở nó tăng ngay. Trong nhà có thể mạng hơi chậm. Đấy. Tăng giảm âm lượng này. Cái khiển vô lăng và tích hợp khiển vô lăng này nó có một cái rất là hay, đó là trong cái quá trình di chuyển ấy, thường là các bác đang mải quan sát đường nên các bác thường là sẽ có những cái phím này thì các bác thuận tiện cho các bác được điều khiển mở những cái điều mà mình thích. Đấy, nó thuận tiện hơn cho các bác khi mà di chuyển. Đấy, bác chủ thì có tôi thích cả vào lùi nữa. Đây, lùi để em cài luôn vào cho các bác đấy. Vạch thì các bác thường sẽ vào car setting thôi nhá. Đấy, và green và sync này. Đấy, các bác có thể bật tùy chỉnh bật cái lùi lên, lùi to hoặc lùi nhỏ. Đấy, bật về. Đấy, cái này tức là sẽ có lùi như này bác nhá. Đấy. Còn nếu các bác thích vạch nhỏ ấy, thì các bác có thể bật cái vạch nhỏ dưới này. Đây. Nó sẽ nhỏ nhỏ như này thôi. Đấy. Thế thì là tùy theo cái nhu cầu mà các bác thích theo kiểu vạch nào. Các bác mà muốn tắt cái ở phía dưới này đi nhé, các bác kích vào màn hình này. Đây, có phần camera này. Các bác đóng này đi. Đấy, bóc đi. Đấy, thì ngay dưới nó sẽ mất cái vạch ở phía dưới này. Đấy. Về cơ bản thì chiếc màn hình Android thì nó sẽ hỗ trợ các bác về cái vấn đề dẫn đường, cảnh báo tốc độ, giới hạn tốc độ, có camera hành trình quan sát cho các bác lưu giữ lại hành trình video. Camera hành trình thì có cái tính năng là cảnh báo sai làn, va chạm. Đấy, và tích hợp toàn bộ cái đồng bộ cái khiển giọng nói trên khiển vô lăng. Đấy, và giải trí đa phương tiện. Như các bác đã thấy là các bác có thể là mở kênh VTV, đấy, mở YouTube. Đấy là những cái tính năng mà các bác tài xế cần. Ngoài ra thì hỗ trợ các bác ví dụ như là check phạt nguội. Đấy, xem các bác có bị phạt đi quá tốc độ hay gì không, có thể bị phạt nguội ở đâu đó, các bác phải check được. Đấy, ngoài ra thì có thể định vị được cái lộ trình xe. Đấy, thì đây trên đây là những cái tính năng thông minh khi mà các bác nâng cấp một chiếc màn hình Android thế hệ mới. Nếu các bác có nhu cầu mà nâng cấp và
cái màn hình Android Cova, các bác có thể ghé qua bên em. Bên em đang kplus.vn thì địa chỉ ngõ 156 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Đấy. Cảm ơn các bác nhé. Nếu các bác cảm thấy thích thì có thể like video hoặc là ghé qua bên em để trải nghiệm thực tế cái sản phẩm này. Đấy, chào các bác.